xóa sạch nếp nhăn, rãnh cười ngay tại nhà. 5 thao tác đơn giản sau đây mà chị em chúng ta dễ áp dụng, làm ngay tại nhà, không tốn chi phí mà giúp chị em chúng ta trẻ rất lâu. Thì không cần nói lòng vòng gì nữa, chị em chúng ta biết là cái tất cả những cái nếp nhăn ở trên khuôn mặt hay là cái rãnh cười ấy, nó sẽ khiến cho chị em chúng ta là bị già so với tuổi. Nếu chị em chúng ta duy trì những thao tác này mỗi ngày, chắc chắn chúng ta sẽ nhìn thấy cái hiệu quả đáng kinh ngạc. Sẽ không lòng vòng nữa mà chúng ta sẽ vào luôn thao tác đầu tiên, đó là chúng ta sử dụng hai ngón tay cái. Ở cái thao tác thứ nhất là chúng ta dùng hai ngón tay cái như này và ngậm miệng lại và phồng miệng lên, sau đó chúng ta sẽ vuốt hai ngón tay sang mang tai của chúng ta từ cái rãnh cười sang bên. Rồi thao tác chi tiết các bạn hãy lưu ý là quan sát dưới sĩ nhà làm, sau đó chúng ta làm đi làm lại ở động tác này 10 lần nhé. Lưu ý ở đây là gì? Chúng ta hãy giữ ở bên mang tai khoảng 3 đến 5 giây. Và khi mà chúng ta phồng hơi thì chúng ta giữ cái độ hơi ở phồng này sẽ giữ nguyên khi nào chúng ta dừng cái thao tác mới thôi. Vì sao mà dưới dãy ngà yêu cầu các chị em là phải làm phồng hơi? Để làm phồng hơi ở cái vùng này nó sẽ làm căng lên, giữ hơi ở cái vùng này làm cơ của chúng ta khỏe hơn. Và tập cái vùng cơ này nó sẽ chống chọi cái nếp nhăn ở vùng khóe miệng rất là tốt. Và động tác thứ hai là chúng ta sẽ tác động trực tiếp lên vùng huyệt của cái vùng rãnh cười này. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ phải quan sát cái rãnh cười của mình, nó sẽ không phải thẳng như này đâu, mà nó sẽ là vòng cung như này một chút xíu. Thế thì chúng ta sẽ xác định là trên cái vòng cung này có 3 cái đường huyệt chính. Rồi chúng ta sẽ tác động ở cái vùng huyệt này và trực tiếp lên cái vùng huyệt này như thế nào. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ gập cái ngón tay trỏ của chúng ta thành một cái gập như này, được chưa? Ok, chị em chúng ta quan sát nhé. Sau đó chúng ta sẽ đặt một cái góc 90 độ ở trên cái vùng huyệt đầu tiên. Rồi vùng huyệt đầu tiên là chúng ta sẽ đặt ở ngay cánh mũi này. Rồi chúng ta hãy dây chúng ta sẽ làm 10 lần liên tiếp nhé. Làm 10 vòng như thế này. Sau đó chúng ta di chuyển xuống cách cái chỗ vùng vừa chúng ta làm ấy 1 cm. Rồi chúng ta di tiếp theo 10 lần tiếp theo. Đó, chúng ta tác động lực lên và chị em nhớ lưu ý là chúng ta hãy để vuông góc với cái vùng huyệt này. Rồi, tiếp theo nữa là chúng ta vòng vào cái vùng này. À, chúng ta không làm thẳng nhé, mà chúng ta hãy làm theo vòng cung giống như vừa dược sĩ Nga sẽ chia sẻ cho chị em. Rồi chúng ta tác động 5 đến 10 lần như thế này. Và tiếp theo là cách 1 cm là cái vùng vừa chúng ta làm trước đó. Đó. Ở cái thao tác này ý, khi mà dược sĩ Nga làm ý, khi cảm thấy là mình tác động lên huyệt ý, thì đầu tiên chúng ta day chúng ta cảm thấy cái vùng huyệt nó bị tức nhói nhói. Nhưng mà khi mà chúng ta thả ra làm xong động tác rồi thì Nga thấy là vô cùng dễ chịu cái vùng này. Thì cái thao tác này nó sẽ giúp cho chị em chúng ta lưu thông khí huyết ở cái vùng này và tác động lên huyệt đạo ở cái vùng khóe miệng. Và cái thao tác thứ ba là chúng ta dùng hai ngón tay trỏ. Khi mà ngón tay trỏ chúng ta để thẳng như thế này và thao tác chúng ta sẽ làm như dược sĩ Ngà làm cho chị em chúng ta làm mẫu sau đây nhá. Căng cái vùng tay trỏ và chúng ta thẳng cái ngón tay trỏ. Đấy, kéo dài hai bên mang tai và chúng ta giữ nguyên 3 đến 5 giây. Và lưu ý là trong thời gian chúng ta làm, chúng ta đã thả lỏng cơ. Chúng ta hãy thả lỏng thư giãn cơ thể nhất có thể. Vì là dược sĩ Ngà vừa làm vừa hướng dẫn cho nên là dược sĩ Ngà phải nói thôi. Tuy nhiên nếu chúng ta làm ấy, chúng ta hãy thả lỏng cơ thể và giữ cho cơ thể chúng ta thư giãn thoải mái nhất. Rồi, dược sĩ Ngà sẽ làm lại cho chị em chúng ta xem nhé. Giữ 3-5 giây. Rồi, chúng ta thả ra. Sau đó chúng ta đến động tác tiếp theo là chúng ta dùng 4 đầu ngón tay trỏ này. Thì trước tiên mà khi mà dùng 4 đầu ngón tay trỏ, chúng ta sẽ tạo lực va sát lên 4 đầu ngón tay này, làm sao 4 đầu ngón tay này nóng lên. Sau đó chúng ta sẽ khuôn cái vùng này. Và lưu ý mà khi mà chúng ta làm cái này thì cái móng tay của chúng ta sẽ không được sắc nhọn quá hoặc là bị xước nhé, để tránh cái tổn thương cái vùng khóe miệng này. Rồi chúng ta sẽ kéo dài ra đây, giữ 3-5 giây. Tiếp tục tay của chúng ta này. Rồi, kéo căng ra. Chúng ta hãy làm 10 lần liên tục như vậy nhé. Và động tác cuối cùng ở đây là chúng ta sẽ dùng má dày nhất của cái bàn lòng bàn tay. Và chúng ta hãy đặt hai tay vào lên thái dương và cố định 4 đầu ngón tay ở trên vùng thái dương của mình chúng ta. Và chúng ta lấy cái vùng dày nhất cái má của cái bàn tay này và chúng ta sẽ làm căng cái vùng cái miệng lên. Tiếp tục ra làm động tác nhé. Kéo sang hai bên giữ 3-5 giây.
rất là sảng khoái chị em nhé. Đó là Dược Sĩ Ngà mới làm 3 lần thôi, nhưng mà cảm thấy cái vùng này của chúng ta được chăm sóc, được tác động lực lên làm cái huệ bạch huyết nó lưu thông, và cảm thấy cái khu vực này nó rất dễ chịu và được tập thể dục ấy, thì làm cái cơ của chúng ta khỏe hơn. Và nhớ chúng ta làm liên tục trong vòng 7 ngày 5 cái thao tác như này thôi. Và trong cái thời gian chị em chúng ta làm, lưu ý chúng ta sẽ làm vào buổi sáng trước khi ngủ dậy, sau khi mà chúng ta skin care xong ấy, hoặc buổi tối trước khi đi ngủ. Đó là cái thời gian mà chúng ta thả lỏng nhất, không phải lo lắng bộn bề bất cứ một thứ gì cả. Và Dược Sĩ Ngà thường thường vẫn hướng dẫn rằng là khi mà chúng ta làm thao tác, bất cứ một cái thao tác từ trên khuôn mặt, hoặc chúng ta đắp mặt lại thiên nhiên, hay chúng ta đắp một cái gì đó trên khuôn mặt, thì cơ thể chúng ta hãy thả lỏng nhất có thể, để làm sao tất cả những bài tập, những mặt nạ đấy nó sẽ hấp thu dưỡng chất, nó hấp thu những động tác một cách tốt nhất, và từ đó dẫn đến cùng cái kết quả tuyệt vời. Và ngoài cái video này ra thì Dược Sĩ Ngà có những cái video cụ thể là xóa nhăn vùng mắt này, hoặc là xóa nhăn vùng trán này, hoặc là xóa nhăn vùng cổ. Các chị em chỉ cần gõ từ khóa là xóa nhăn vùng cổ Dược Sĩ Ngà, xóa nhăn vùng mắt Dược Sĩ Ngà, hoặc là xóa nhăn vùng trán Dược Sĩ Ngà, là các chị em sẽ có những video để tập liên tục để làm sao chị em chúng ta ăn da từ 10 tuổi trở lên nhé. Và nhớ đừng quên ấn theo dõi kênh, hoặc là chúng ta hãy comment những cái kết quả của mình xuống dưới này nhé.